kính chào quý vị và bà con. Ngày mai Bắc Bộ vẫn duy trì tiết trời khá mát với mức nhiệt trưa chiều từ 23 đến 26 độ, một vài nơi ở khu Tây Bắc còn trên 27 độ. Từ khoảng chiều tối ngày 12, không khí lạnh tăng cường trở lại và sang ngày 13 tháng 12, nhiệt độ toàn miền sẽ giảm xuống mức từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ vào ban đêm và từ 20 cho tới 23 độ vào thời điểm trưa chiều. Đối với Trung Bộ, cũng từ ngày 13 tháng 12, không khí lạnh được tăng cường thêm kết hợp với yếu tố địa hình đón gió của dải Trường Sơn nên ở các tỉnh Trung Bộ sẽ gia tăng mưa trở lại. Cục bộ có mưa vừa mưa to kèm theo nhiệt độ giảm nên bà con cần lưu ý. Thưa quý vị và bà con, Bắc Bộ đang bước vào thời kỳ chính đông, liên tiếp các đợt không khí lạnh tràn về gây rét đậm rét hại. Trong khi đó, mùa vụ sinh sản của cá rô phi lại bắt đầu vào cuối tháng 3 khi thời tiết ấm áp. Cá rô phi thường chịu lạnh rất kém, khi nhiệt độ nước thấp và kéo dài thì cá sẽ bị chết rét. Do đó, người nuôi muốn chủ động được nguồn giống thả vào tháng 3 và tháng 4 thì cần phải có những biện pháp lưu giữ giống cá rô phi qua mùa đông thật tốt ngay từ bây giờ. Và để giữ cá rô phi khỏe vượt qua mùa đông, bà con có thể thực hiện một số biện pháp như sau. Đầu tiên, chọn ao, địa điểm xây dựng ao khuất gió đông bắc là tốt nhất, bờ ao chắc chắn giữ được mức nước trong ao luôn ổn định. Ao phải có cống cấp và thoát nước riêng biệt, tháo cạn nước, vét bùn và bón vôi vệ sinh ao. Thời gian đưa cá vào ao trú đông khoảng từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12 hàng năm, bà con nên chọn thời điểm nắng ấm để đưa cá vào ao trú đông. Lưu ý là không đánh bắt, vận chuyển và thả cá khi nhiệt độ xuống dưới 20 độ. Bà con nên chọn cá giống có kích cỡ đồng đều, khỏe mạnh, không bị dị hình dị tật, không có dấu hiệu bệnh lý. Cá bơi thăng bằng, hoạt động nhanh nhẹn, bơi chìm trong nước theo đàn. Ngoài ra, bà con lưu ý nên tắm cho cá bằng dung dịch nước muối từ 2 đến 3% trong vòng 5 đến 10 phút. Ngâm túi vận chuyển cá xuống ao trong vòng từ 10 đến 15 phút, sau đó mới thả cá từ từ ra ao. Khép lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.